đâu được đẩy thuyền ngày này qua tháng nọ vẫn chưa cập bến. Dài nhất là Boga và Ghi Tứ Kiệt, dù liên tục được netizen đẩy thuyền từ ngày này qua tháng nọ, song nhiều cặp đôi vẫn chưa chịu công khai, dù đã lộ loạt hình hẹn hò rõ mồn một. Chuyện anh này hẹn hò với cô kia trong showbiz Việt không phải là chuyện hiếm, song cũng không có trường hợp nhiều cặp đôi dù lộ hình hẹn hò rõ mồn một hay có những hành động trên tình bạn dưới tình yêu, tuy vậy lại chọn cách im lặng bất chấp dân tình đẩy thuyền liên tục. Boga Ghi Tứ Kiệt. Nhắc đến những cặp đôi dân mạng đẩy thuyền nhiều nhất trong thời gian gần đây, không thể không nhắc đến Boga và Ghi Tứ Kiệt. Cả hai liên tục lộ lọt hình hẹn hò, dùng đồ đôi, khiến cho nhiều fan bấn loạn. Trước đó, Ghi Tứ Kiệt và Boga cũng từng không ít lần bị netizen tấm sóng khoảnh khắc tay trong tay, tình tứ xuất hiện cùng nhau hay tham gia một sự kiện, chương trình nào đó. Dù liên tục bị sâu hẹn hò, tuy nhiên cặp đôi đều lên tiếng phủ nhận mối quan hệ, và thay vào đó là chỉ biết trong mối quan hệ bạn bè, chị em thân thiết mà muốn được chú ý nhiều hơn ở khía cạnh nghệ thuật. Nô Phước Thịnh, Mai Phương Thúy từng là người yêu cũ của nhau, nhưng Nô Phước Thịnh và Mai Phương Thúy lại rất thoải mái khi gặp nhau, thậm chí còn có những hành động thân thiết khiến cho công chúng đặt nghi vấn liệu có phải cặp đôi đã tái hợp hay không. Mỗi lần tụ họp với nhóm bạn thân, gia đình văn hóa, Nô Phước Thịnh, Mai Phương Thúy lúc nào cũng dính như sam, chụp ảnh hay làm gì cũng phải ở cạnh nhau, có những hành động tình tứ như ôm nhau hay nhìn nhau say đắm, thậm chí là hôn má. Nam ca sĩ cũng không ngại tuyên bố, tôi và Mai Phương Thúy là vợ chồng tri kỷ. Chính điều này đã khiến các fan liên tục đẩy thuyền, hy vọng cặp đôi có thể quay trở lại về bên nhau và sớm về chung một nhà. Việt Anh, Quỳnh Nga nhắc đến cặp đôi phim Giả Tình Thật dạo gần đây. Sẽ thật thiếu sót nếu như không nhắc đến Việt Anh và Quỳnh Nga. Sau nhiều dự án phim, cặp đôi Việt Anh, Quỳnh Nga được netizen tích cực đẩy thuyền vì độ ăn ý trên màn ảnh. Không dưới một lần cặp đôi bị netizen show ra được khoảnh khắc đang ở trên mối quan hệ bạn bè. Theo đó, cách đây chưa lâu, cả hai gây chú ý khi cùng check-in tại Côn Đảo. Loạt ảnh khế thăm cùng một địa điểm chia sẻ cách nhau đúng một giờ đồng hồ trên trang cá nhân càng có căn cứ để khẳng định rằng Quỳnh Nga và Việt Anh đang du lịch cùng nhau. Dù vướng nghi vấn phim Giả Tình Thật, Việt Anh và Quỳnh Nga đều thẳng thắn lên tiếng phủ nhận và cho rằng cả hai chỉ dừng lại mức bạn bè anh em thân thiết. Hoàng Thị Linh, Diêu Lê. Tin đồn hẹn hò của Hoàng Thị Linh và Diêu Lê rộ lên từ năm 2019, nhưng đến nay người trong cuộc vẫn hoàn toàn giữ im lặng. Diêu Lê không chỉ bị show dùng đồ đôi hộ tống Hoàng Thị Linh đi diễn, đi sự kiện mà còn đồng hành cùng nữ ca sĩ trong rất nhiều tụ tập với bạn bè. Cộng đồng mạng cũng nhiều lần phát hiện Hoàng Thị Linh đi du lịch có mối quan hệ thân thiết với gia đình Diêu Lê. Trên mạng xã hội, những đoạn clip như người hâm mộ show được khoảnh khắc quan tâm nhau của Diêu Lê và Hoàng Thị Linh đã thu hút nhiều sự chú ý. Thậm chí có tin đồn cho rằng cặp đôi còn bị nghi là đang cùng nhà trong căn biệt thự tiền tỷ tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trước việc dân mạng liên tục đẩy thuyền, cả hai vẫn giữ động thái im lặng và thay vào đó là tập trung các hoạt động nghệ thuật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.